Xôi là món ăn quen thuộc với mọi người, đặc biệt không thể thiếu trong các dịp lễ Tết. Nhưng với nhiều người, nhất là ở đô thị, không phải ai cũng đủ thời gian để nấu xôi. Xuất phát từ nhu cầu tiêu dùng trên thị trường, Hợp tác xã Sơn Hòa đã phát triển ý tưởng chế biến món xôi theo cách truyền thống của đồng bào dân tộc giấy, trở thành sản phẩm hàng hóa phục vụ người dân ở mọi miền đất nước sản phẩm sôi tài lộc ra đời không chỉ là một ẩm thực thiết thực với người tiêu dùng mà còn mang giá trị văn hóa đặc sắc. Thôi mồng khương cũng rất là nổi tiếng rồi, thì để giúp đỡ bà con tiêu thụ được cái lúa gạo thì em nghĩ ra làm cái món sôi này. Bà con người ta bán gạo rất là vất vả, người ta trồng lúa vất vả, bây giờ mình phải nghĩ ra làm một cái gì đó để để sản phẩm nó lại có giá trị hơn. Xôi tài lộc được làm từ gạo nếp địa phương và nhuộm màu bằng lá chẩm. Loại lá này là tên gọi của người giấy. Từ một loại lá, tùy vào cách pha chế, phối hợp mà tạo nên các màu khác nhau. Lá chẩm màu tím khi đun lên sẽ cho màu tím tự nhiên, hoặc chẩm giã nát kết hợp với cho đốt từ rơm của lúa nếp tạo ra màu tím xanh lúa nếp nương địa phương mỗi năm chỉ trồng được một vụ và trồng ở trên đồi núi cao nơi đất có độ ẩm cao khí hậu mát đất màu mỡ điều đặc biệt ở cây lúa nương là không phân bón không thuốc trừ sâu cây lúa phát triển tự nhiên năng suất tuy thấp nhưng bù lại chất lượng gạo rất ngon giá bán thóc thương phẩm khá cao để có nguồn nguyên liệu ổn định nấu sôi quanh năm và với số lượng lớn hợp tác xã đã liên kết với nhiều hộ dân trong vùng từ ngày hợp tác xã Sơn Hòa nó chuyển về đây làm thì cũng đang cấy lúa tẻ thì giờ em chuyển sang lúa lép thì lúa lép thì bán nó vẫn được giá hơn. Trước khi mình cấy thì mình phải rắc vôi bột, vôi bột khử chua và cho nó đỡ sâu còn nếu mà sâu thì mình lại phải phun thuốc sinh học. Thóc nếp được xay sát làm sạch, loại bỏ những hạt xấu mới đủ tiêu chuẩn nấu sôi. Gạo nếp sẽ được ngâm trong khoảng 12 tiếng, sau đó mới đưa sang ngâm với nước màu. Ngâm nước màu khoảng 15 phút là đưa vào sôi trong chõ làm bằng gỗ như thế này. Sau khi đổ sôi, khoảng 45 đến 50 phút sẽ chín. Sôi gạo nếp được ngâm lá màu khi chín có mùi thơm của gạo nếp nương quyện với mùi thơm dịu của lá tạo thành hương vị đặc biệt. Hạt sôi bóng với các màu được tạo nên từ lá chậm. Sôi tài lộc có thể ăn kèm với muối lạc hoặc với món khâu nhục, thịt trưng mắm tép lạp sườn, ruốc. Các món ăn kèm này cũng là sản phẩm do hợp tác xã Sơn Hòa chế biến và đã được cấp sao ao cóp. Có được sản phẩm chất lượng, hợp tác xã đã phối hợp với những người có kinh nghiệm tại địa phương cùng tham gia sản xuất. Các bà dạy thì được năm màu này, trước khi làm phải làm sạch sẽ, rửa sạch, giá. Xong là lấy vải vải trắng lọc hết do xong đái sạch sẽ mấy mấy đồ đồ ra thì lại gói hút chân không gửi đi cho khách đánh giá của cơ quan chức năng tại địa phương xôi tài lộc được sản xuất với quy trình một chiều đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và có thể truy xuất nguồn gốc hợp tác xã đặt mục tiêu sản xuất khoảng 1,5 tấn xôi mỗi năm trong chiến lược phát triển thị trường hợp tác xã sơn hòa sẽ giới thiệu với khách hàng sản phẩm theo phân khúc thị trường như việc mua sản phẩm xôi tài lộc sẽ được tặng những phần quà phù hợp giá trị đơn hàng, có thể VIP cho khách hàng hoặc có chương trình giảm giá khuyến mại để thu hút khách hàng. Ngoài cái xôi này ra, sau này mình vẫn phải chế biến ra nhiều món khác như là bánh dày bánh dày của người dân tộc nùng cũng rất là nổi tiếng đấy làm sao để tiêu thụ cho cái nguồn nguyên liệu địa phương nó nhiều hơn bây giờ thì hầu như là khách hàng người ta sử dụng cái sản phẩm nó an toàn nên là mình phải có đầy đủ giấy tờ và có chấm ô cốc quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội sôi tài lộc sau nấu sẽ được đóng gói hút chân không mỗi gói sôi có 5 nắm sôi là 5 màu khác nhau được gói trong lá rong rồi có thể để được cả năm trong tủ đông còn trong ngăn mát tủ lạnh là khoảng một tháng. Khi muốn ăn, người dùng chỉ cần thêm chút nước và hấp lại khoảng 5 phút rồi sẽ mềm dẻo và thơm như mới nấu. Từ món ăn truyền thống, xôi lá đã trở thành sản phẩm ao cóp, thành hàng hóa giúp nhiều người được thưởng thức đặc sản vùng cao mặc dù cách xa về địa lý. Cách làm độc đáo, có áp dụng khoa học công nghệ nên sản phẩm có thể để được thời gian khá dài mà không can thiệp bằng chất bảo quản đây là cách để sản phẩm xôi tài lộc cùng với một số sản phẩm được chế biến từ lợn đen bản địa của hợp tác xã sơn hòa trở thành giỏ quà tết hấp dẫn